Xong, xin chào các bác nhé. Em vừa về được hai cái chiếc iRobot Roomba 780. Đây là cái model em bán rất là nhiều rồi. Đấy. Lành bền, bổ rẻ, dễ sử dụng. Dễ sử dụng các bác nhé. Đấy. Model này nó phải nói là mẫu mã thiết kế cũng rất là đẹp. Chỉ bấm một nút rồi các bác này, là các bác chạy thôi. Đấy, rất là dễ, ai cũng có thể thao tác được. Người nhà dễ sử dụng. Hàng này là nó xuất cho thị sản xuất cho thị trường Nhật. Hàng thương hiệu iRobot này là của Mỹ các bác ạ. Của Mỹ nhé. Và nó sản xuất cái này nó xuất cho thị trường Nhật, cho nên là nó cái tiêu chuẩn của nó khá là cao. Đấy. Đi thì kèm những cái bộ sạc này. Các bác nhìn trên cái bộ sạc này thì nó ghi đây là điện 100V này. Đấy, nhưng thực tế là mình có thể hoàn toàn cắm được điện 220V nhé. Đấy. Ngoài ra thì nó còn có một cái cổng phụ cắm ở đây. Ngoài cắm đây sạc này adapter mình có thể cắm trực tiếp vào đây được luôn này. Đây con này. Đấy. Trực tiếp vào đế luôn nhé. Đấy. Yeah. Nó rất là tiện. Đấy, nhiều khi không muốn cái máy của mình vào đế thì mình cắm trực tiếp như là mình cắm sạc điện thoại thôi. Bọn này thì hai con này em đều thay pin mới hết rồi. Đấy, phụ kiện đi kèm một quả pin mới lắp rồi, một bộ sạc tặng kèm mỗi con máy cái chổi. Đấy, hẹn giờ với các ngày trong tuần luôn các bác nhé, hẹn đủ các ngày trong tuần luôn. Đấy, thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, sáu, bảy các thứ hẹn hết. Đấy, chuyện này là con này nó rất là dễ dùng. Pin thay mới. Vâng, ông đây. Này nó dễ dùng, các cái chổi này của nó rất là bền này. Này. Lành bền sử dụng. Pin lắp mới trong này rồi. Đây. Đây. Hai con này em được quay các bác nhé, đều rất là ngon lành luôn. Để các cái chổi này lành bền dễ sử dụng. Đấy, hàng này nó mới về. Đây bấm cái là nó chạy này. Đây, để sử dụng ra. Đây. Hết pin thì tự về sạc hoặc là đế sạc. Ấn cái lock này. Ông ơi, ông chờ cho tí không? Đúng, dễ sạc nhé. Đấy, hết pin là nó về sạc đấy. Đấy, về sạc luôn đấy. Đấy. Cái chiếc này bán 3 triệu mốt, bảo hành 3 tháng nhé. Con nào nhu cầu là bao luôn.